Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn tổ chức lễ ra mắt quỹ nghĩa tình đồng đội, quỹ hưu trí huyện và họp mặt 43 năm kết nghĩa giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện với tiểu đoàn 2, đoàn 9905. Tham dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đại tá Châu Chắc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Thị Minh Kiều cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm nhấn mạnh, lễ ra mắt và họp mặt nhằm tôn vinh và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập, cho hạnh phúc của nhân dân. Đây là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức ra mắt quỹ nghĩa tình đồng đội, quỹ câu lạc bộ hưu trí nhằm tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, giúp đỡ hỗ trợ cán bộ đồng đội khi gặp khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Tại buổi gặp mặt đầy tự hào, cán bộ tiểu đoàn 2, đoàn 9905 giao lưu kể chuyện về thời gian làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Quỹ nghĩa tình đồng đội huyện Thoại Sơn là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, được thành lập vào ngày 30 tháng 7 năm 2020. Với nguồn vốn ban đầu 1 tỷ đồng do các sáng lập viên đóng góp và vận động thêm từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài địa phương đóng góp. Quỹ câu lạc bộ hưu trí huyện Thoại Sơn được thành lập vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 với nguồn vốn ban đầu là 1 tỷ 26 triệu 400 ngàn đồng do các sáng lập viên và các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp nhằm hỗ trợ giúp đỡ cán bộ hội viên hưu trí đang gặp khó khăn, đau ốm, phúng viếng, tổ chức mừng thọ cho hội viên hàng năm từ 75 tuổi trở lên, kinh phí sử dụng từ lãi suất tiền gửi tiết kiệm hàng năm của quỹ. Dịp này có một tập thể và 5 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng bằng khen kèm logo vì đã có thành tích đóng góp kinh phí vào quỹ hưu trí và quỹ nghĩa tình đồng đội huyện Thoại Sơn.